Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. NBIS 155, cái màn lột xác đầy táo bạo ở phong cách là camo đến từ Baker Bố Núi. Cái chiếc NBIS 155 là một dòng xe tay ga dành cho máy mạnh của nhà sức Yamaha. Từ lúc nhìn lại đến nay, em đã rất nhiều ấn tượng cho người xem qua thiết kế thể thao kết hợp cùng với khối động cơ mẻ. Không dừng với đẹp nguyên thủy, các Baker đã gửi gắm cái niềm đam mê độ chế của mình qua những bản độ từ nhẹ nhàng đâm hố hay những phong cách là khác nhau. Và cái chiếc NBIS 155 độ bên dưới đây một dẫn chứng cụ thể. Dù đổi một số chi tiết nhưng về thiết kế ở cái dàn áo vẫn giữ nguyên vẹn, bao phủ bằng bộ áo theo phong cách là camo, kèn quét cái sự hiện đại bằng một đẹp cổ điển, mạnh mẽ và hoang dã. Đi kèm đó là những món đồ chơi kiển được cắt lên xe một cách hợp lý, mang lại cái sự sang trọng, tăng hiệu năng hoạt động cho em nó. Phần đầu tạo điểm nhấn độc đáo, ốp não đồ chơi được cố định bằng bốn chốc rô ti. Hai phía tay lái lấp đầy khoảng trống với những món đồ chơi kiển nhẹ nhàng như kính Kurisma Elite, tích hợp xoay là 360 độ, bao tay Domino đi kèm gù Titan, cặp tay thắng CRC cấu tạo từ carbon là cực kỳ nhẹ và siêu cứng. Phía trước được tích hợp cái biển số trước Titan đi kèm cái tên chủ xe, một cách chơi đậm chất Indo. Nhắc lại tí xíu về cái điểm nhấn của dòng tay ga này là hệ thống phanh cho được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, giúp ta kiểm soát chạy xí một cách an toàn hơn rất nhiều khi chuyển ở độ cao cũng như là những con đường trơn trượt. Để tránh đi cái sự nhấn nhá hơn thì chủ xe đã thay cái hẹp của Nissin 1 bit, tự như cái mẫu của Rainbow 1 bit. Phần đuôi cho ánh sáng rực rỡ hơn khi về đêm với nhanh British Beat L10 là siêu dẻo. Với những điểm nhấn nhẹ nhàng như thế, em đã để rất nhiều ấn tượng cho người xem. Kawasaki Victor 110 bản độ là hào nhón qua phong cách Raspberry. Kawasaki Victor 110 là một dòng hai thì đi vào dĩ vãng. Tuy nhiên ở trường Hà Lan, cái mẫu xe này vẫn là niềm cảm hứng bất tận đối với những tay đam chơi phân khối nhỏ. Qua những bản độ dưới đây thể hiện được anh em đam mê cái dòng xe này thế nào, có thể học hỏi được một cách chơi xe đến từng thái, qua cái sự tính toán sửa đổi từng chi tiết với những món đồ chơi đem lại cho em nó một vẻ đẹp cũng như hiệu năng dụng. Kawasaki Victor 110 sở hữu thiết kế là cổ điển với cái đèn pha tròn, tư thế ngồi lái là ôm bình xăng tương tự với những người đàn anh Honda của mình. Cái cụm đồng hồ cổ điển chia 3 hiển thị đủ những thông tin và các đèn báo đầy đủ những màu sắc cũng rất là hấp dẫn. Tối giản thiết kế tay lái với cụm công tắc on off, cụm tăng Domino Thái Lan đem lại hành trình ga cút ngắn nhất có thể và cho cảm giác lực kiểm soát tay là tốt nhất bạn là có. Bản độ còn được trang bị cái cụm phanh Rainbow Disc với mức giá thành khá cao. Một trong những dòng sản phẩm của Rainbow ăn khách trước nay như là Asset, Glossy, Costa, Costa v.v. Chạy song song với cái sườn xe là cái bộ trợ lực Collins được gắn là trực tiếp vào cái tiêu phục và sườn đem lại cảm giác là tốt nhất ở độ cao. Với khả năng là loại bỏ rung động theo cái từng đất tăng chỉnh trên cái trợ lực. Chi tiết động cơ được chủ xe chăm sóc cũng rất là kỹ cưỡng, rất là kỹ lưỡng như là cái bộ phận tản nhiệt thay đổi, thiết kế là lớn hơn, làm bằng nhôm. Cái ốp mâm lửa và cái nắp mang cá được đúc khoét theo cái sở thích cá nhân và những chi tiết ốc được hoán đổi bằng ốc inox gia công riêng đem lại cái độ sáng bóng nhất có thể cho động cơ. Yên xe được thay thế bởi cái yên đồ chơi design từ nhà tài trợ Thái Lan với thiết kế diện mạo nhỏ và thấp, tuy nhiên vẫn đảm bảo được cái độ yên mái cần thiết. Đuôi xe và chắn bùn sau thiết kế là cổ điển Trung Quốc từ nhà Honda. Sức mạnh động cơ hai thì được bộc phá trọn bộ qua có combo cái bô bụng bầu giữa titanium và kết hợp bằng ống xả DBS. Thân hình mảnh mai nhưng không kém phần là dũng mãnh qua thay đổi như bánh cam liền nhôm, tối ưu hóa cái trọng lượng toàn thân xe, phục vụ cho những cái chặng đường ngắn cần tốc độ. Và bản độ chính hiệu đến từ Đức Thái. Cảm ơn bạn đã theo dõi này, hẹn kế tiếp nhớ like, subscribe.